Dạ Hân rồi, vô Dạ Hân. Dạ Hân dễ thương, móc được kia. Ờ không kêu lé nó kêu Dạ Hân nha. Bánh trời giống gì ơi. Vô là chụp hình cái này Dạ Hân ơi. Chụp hình nha. Bóp con bạch tụ kêu đi. Biết biết. Ủa cái mặt nó biết tên kỳ vậy. Nó qua đường. Nó thấy xe đẹp lắm. Nó mời ra bảo à. Cái bảo nhân Dạ Hân là khỏe nha. Bà kêu là em bà đó. Đã chưa? Ta hiền vậy kêu gì ta kêu Dạ Hân đàng hoàng. Lẽ lẽ muốn nó hiền hạ, nó kêu con trai Việt Kiều cho 99 bó hoa hồng. Nó nói tiền không cho, cho bó hoa. Trai Việt Kiều nào má? Dạ luôn cái bó hoa đó. Bó hoa nào? Việt Kiều đó cho học sổ cái cho hoa. Ồ. Ai biết có quen sao trai. Quen trai nào đó má? Có mong bà quen gì có đó. Dạ con nó lé. Kêu lé. Nó đi với mặt mày nữa một giả gì ôi fan đó nha, người ta coi bà ngày ngày nào cũng không không mê bà lắm á. Anh nào cho bắt bà về mà phải bắt bà ra đây nữa là biết bà làm sao đó. Về nhà bắt bà chống lại chấm ba chống môi nè. Ê ơi, một hai ba hai hai nha. Hai nhìn vô màn hình cho Hân ơi, nhìn vô màn hình đứng chú bỏ nha. Làm xấu gì má ơi, mà làm kiểu bạch tuộc giống như Thu Phương hay kêu bà vậy đó. Đấy, anh bắt con bạch tuộc kêu. Công nhận bà trước cù giống con cá sấu lên bờ má ơi. Má đi cá sấu kìa. Thôi lại bán cái nhà anh chị. Hãy tâm ra, đừng ngồi mà mày chè cái gì dữ vậy. Có tiền. Chứ em nói chuyện không? Không, đây ngán, cháo. Gì không? Không hở chưa? Hở chưa? Chết. Ăn gì không? Kìa anh Hưng ra kìa, anh Hưng ra kìa. Đi lên đường không? Chưa về nữa hả? Đi lên đường. Việt Kiều ra, Việt Kiều ra. Mới về. Trời ơi, nãy giờ con ngồi với chồng con làm clip, đi đâu? Trời ơi, đâu mà. Ê ê ê, cách xong giờ. Thôi bỏ bỏ. Đừng nói anh gái nữa. Thôi. Thôi bỏ đi chứ. Đi gái ơi. Gà chống luôn con. Rồi nha, gà chống luôn con rồi nha, đừng nói câu sau nha. Lát có 400 được không? Cái 200, hai cái được 400 rồi đó. Các anh mua chở cho. Trời ơi. Mày dám bán không? Mày dám bán không? Chị Long An chơi mày vô chở lên. Thôi, tặng em nó bán. Trời ơi, bán nội tạng rồi. Trời ơi, bán nội tạng. Nội tạng mà hư hết trơn rồi. Chứ còn yêu đời lắm. Muối ma mặn mai cho không? Ừ. Trời ơi, con cha già đằng kia 77 tuổi rồi trèo á. Cô nói vậy nè, anh trèo còn nổi ha anh. Ở để về em cài cái hòm máy em cho lên lấy anh nha. Dạ quỷ nghĩ sao đời gác túi qua kẹo hỏi tôi bán ngày lời nhiêu, tôi nói 360. Ông nói về anh cho gấp đôi. Trời ơi đem bán ngày ba mà quất to lết luôn. Dạ cỡ này dài luôn. Ông ta xuống mày không mà tối mày giật nồng là mày cắm cờ đứng lên là đủ vậy đó. Là gì đó ổng không biết clip gì hết nào. Đứng lên là tao chết đó. Nói cắm cờ đứng lên chết cũng cắm cờ ai chết. Về đi ông già nữa, con bạn già tao hủng hỉ. À hủng hỉ về mà nhìn cái mặt ổng với cái tướng ông đi là mày cũng chịu. Đủ má chị nghĩ sao dắt ba gia đình mai tao trời quá khùng. Vậy mà bố ông nghe nói gì chịu rồi. Chịu nào cũng nổi. Tôi cứ chịu qua giờ có biết mặt thì cãi chưa mà chịu. Dạ để nguyên cây bát ha, xe xé dạ. Xé lẻ dạ. Xé lẻ dạ. Hôm nay xé thôi, bơi cái xé bà. Ủa tôi biết xé hả? Tôi lấy lưỡi hả gì? Ở đây tôi xé xuống. Ở đây xé xuống nè, thấy chưa cho cây cái che dâu bắt rồi. Chừng nào mới đi khắp mình nữa. Mấy giờ mới ngủ. 29 cả mẫu mắt mà Việt Kiều coi chắc bị đỉ lồn nó hốt đi á. Trời ơi. Bữa nó lên nó khăn tàu nó nói thôi ta cho mình chịu trước mẹ ăn. Các ta nói ăn ha mua hộp hỏi kỹ nha. Con đỉ đó nó tao xịn nó quơ hết tiền tao rồi. Ai bị mấy ham đẹp thẩm mỹ. Lấy tao thì đâu có thẩm mỹ. Thấy nhỏ đó chị nó quơ mình. Tội nhiều nó nói 8 cũng có giật mình. Trời ơi, mà nó đẹp trai đều. Trời ơi, bên lứt tao nói nè, gì chứ có số mua số vui với số gì chất dùm kìa. Ai cũng kìa. Rồi, giờ lấy đi. Với số kìa. Giờ cho cái anh này đi. Này, tội nghiệp nè. Ờ. Gà chống nuôi con mà đụng má con đỉ vợ đi bỏ nó. Trời ơi, trời ơi.
lắm, đi là lý ác luôn, xuống nó đẹp lắm. Không không, tóm lầm. Xuống vậy bán được không? Xuống vậy bán được không? Xuống vậy gì bán được không? Quốc bà khai lý chứng minh dừng, không làm, không chẳng hở rồi chứ. Cây 79 với cây 89 mà kêu đại lý đưa bà vậy á. Mỗi ngày sắp cho tôi chết cây 79. Vậy hả? Ừ. Đụng á, hai sắp mà nó đụng tao mà đọc số này 9 cao, 8 lầm, 4 lầm. Ta nói xuống trùng xuống trời. Bà là cô của Thu Phương không hả? Cái ta nói đụng bó, bộ mày thương cái ông trời nữa. 71, 31, 8 lầm, 4 lầm có hoài. Không câu không bỏ hả? Rồi nha, chửi. Đè đi số, tao phải bỏ, kêu nó bỏ gì nè. Cây 79, cây 89. Nó mà bỏ 6 triệu mà đưa số như âm binh. Ừ. Giờ tao muốn quay qua, tao chửi giết nó đưa lại. Số mấy nữa mày biết không? 61 Dũng. Cha nó, ủa em hết cờ lấy vú 61 hoài. Tao cũng làm kinh với khách luôn. Nó ngày chết chấp cho tôi chết cây 78 với cây 79. Nó không có chịu đâu mày ơi. Trên góc ngố này bao nhiêu quân một tay số được nhiều hả chị? Bằng tay hết cưng quá tốt cưng không? Má đừng thứ dữ á. Mẹ đi. 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 Chồng giống gì, bà nghèo gì á. Coi gì mẹ. Coi gì mẹ. Dậu năm nay tạm tay về cũng đi má. Miếng ba dội 10.000, cái trứng 5.000, con tôm 5.000, bộ đồ tâm trên 10.000, bỏ bộ đồ cũ, cắt chín móng tay, chín cọng tóc, cái kiến cái lược cũ bỏ nha, bao được ngó đồ cúng nha, bao nhiêu tuổi bao nhiêu tiền, cứ một năm là cúng lần, năm là cúng lần, cúng quà vô không được đi đám ma nha. Kìa tuổi tí con hình không được đi kêu gì chứ coi bó giùm bà Úc Châu đi. Ai kêu bà hình cũng bị tam tay không được bà đi đám ma cũng giống kỹ vậy đó. Đám cưới được phải không? Đám ma được phải không? Đám ma không được, ma đem tan về nhà vậy đó hả? Nè bán 20 tỷ số nè, dứt 20 tỷ số đi bán, con bán cho nè. Mua giùm 20 tờ giấy số. Nè, kêu anh là bán giùm đi, bán. Thôi lấy cái số này bán số này đi. Bán cái ngày mai vậy. Số này mời tôi bán mà hàng cả ổng không luôn to. Đi điểm 20 tờ đi. Điểm như đây không điểm cho. Đây 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 còn điểm cho. 20 tờ. Gì quá này, còn gì quá này Hoàng. Anh Hoàng. Nhà nóng thôi, ngủ quên. Ờ. Này có thiếu Phương Phương ha. Ừ. Đủ má tự mình liếm liếm gì hai đào coi dạy cho liếm. Anh chó ai đỡ đi, ta chỉ vô liếm. Đủ má, mình biết liếm mà hạ dĩa hai đào mà nó mới bỏ mày nữa. Ừ. Đứa con nó vô mặt đẹp mà. Chỉ vô nói chứ. Chứ như mà cũng vô mặt đẹp. Có sức kem không? Ông nhỏ lớn trời ơi, có sức gì? Con gì, con gì mi đâu rồi? Cháu ngoại rồi. Ngọt à, cưng về. Con dạ mi. Trời ơi, nó cưng. Nó cưng cái đồng hồ quá. Thằng này chừng nào có vợ nè. Hát bản gì với cô Phương, mộng có cô Phương cho nhảy đầm. Cha 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 hả? À, vậy mộng mình đứng nhảy luôn. Solo luôn gì? Chứ không phải hát bản gì mình đứng đi. Rồi tao ăn coi đó. Rồi quá trời luôn kìa. Hát bản gì giờ? Hát bản nào miền Tây đi. Miền Tây sông nước. Cái gì vậy? Miền Tây sông nước mặc áo bà ba lên ngành thị gặp cô Phương Vũ đi mà hụt pizza. Hết vốn rồi em đi ra làm gà. Bạn đó hả? Thôi, bạn đó buồn. Bạn đó buồn. Bạn gì sông sông á? Bạn gì mình tiếc hát á? À, cùng nhau vui lên đi. Đó, bạn đâu hát lên đi. Nó hát hay quá trên. Dạy cái lò. Nó bị lấy cái lò. Mày suối mà hát ở đây quận 3 bắt tao đi luôn. Nó lên ngọt luôn. Nó hút có 10 cái ghế gan cho mày ngồi tiếp nữa. Đấy. Hồi nãy công an phường lại hỏi chích tôi không? Mà không đeo khẩu trang. Đủ má khẩu trang tao nó đùi hả? Không có, nó quay clip sao nó gì không có đeo khẩu trang. Công an phường nó kiếm. Vậy. Rồi, nó 20 tờ. Nè anh đi. Nè, nè, 20 tờ đi. Này mua giùm á, tao bí lứt tao mua giùm đó. Tao mua không nắm đi. Em cho chị lựa đi gì đó điểm mà đổi mấy tờ khác đi. Đây đổi chị đổi. Làm lại đi. Mấy tờ vậy đó, mấy tờ. 200 nè. Chị ăn phở gì chứ? Không. Chứ không phải. Sao ăn gì vậy bạn? Bữa nào dẫn qua chợ hủ tiếu à. Hủ tiếu ở đâu bữa bà chỉ coi.
kiểu làm vàng giờ sao có cha 7 giờ sáng. Ý là mai con lên là chị dẫn con đi ăn được không? 7 giờ sáng mới mất quay chuyện đây rồi. Rồi mai lên ăn phở hả? Mới quay phở đây nè, giờ đi chùa với nó với này. Mai đi nhà cá hả? Mai 15 đồng tây cá. Đúng rồi, đi cúng thì thả cá. Năm nay cá sấu nha, năm 33 tuổi hơi xui đi thả cá. Bà đi thả cá quá tiện, giờ chị kêu nó sắp cho gì chết. Cây 45 với cây 05 là nó chắc chết thì gì hoài luôn. Nặng em về trả cho nó lồ lồ. Cây 05 với cây 45, cây 05 45 bán cho chó hả? Trời ơi, trời ơi là trời, tận cùng lắm. Ôi chết, đã cá gì sống lâu chết. Đã cá sống lâu à, cá chè. Cá chè sống lâu lắm hả? Cá chè là hành yêu tinh. Bà muốn sống lâu mà thả cá bỏ tiễn đi. Uống gì không, còn kêu? Không phải gì mà quả tiễn. Cá quả tiễn. Uống gì, uống gì? Uống gì không? Uống nước ngọt không chết, mua hay cá uống nha. Không. Tối ngày bà hâm mấy YouTube bà lấy mấy cái đồ đó. Tao cho bà kẹo á, kẹo nhầm kẹo đi. Thôi bán kẹo đường mà bán kẹo gì. Hại quá, hại quá. Tài xế nói là cái khác bên lớp tặng. Bên lớp tặng đi, trời ơi, yêu cầu quá vậy. Bạn gì? Muốn hát bạn gì? Bạn gì cũng được. Nói lên 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 hãy đến với em bên này đi. Vô. Hát cho mình cái pháp thì dịp. Bà hát đi, bà hát đến với nhau đêm này công an xuống liền. Bắt bà. Ba hồi. Dám đồn thung thương bị Covid chết ha. Dạ. Cái miệng mà quá trời vậy. Hát đi, hát tặng dân bên lớp bản đi. Gì? Hát bản gì giờ? Bản gì cũng được hết á. Chắc phải bản gì thì cứ hát bản đó. Nhà nhà chạy qua mà nuôi bốn con hết được không hả? Hết nào cũng nổi. Gì đâu bố hết ra dây. Chụp kêu người ta dặn mua ba con gà đó vậy. Bước luôn hết bố hết với ba con gà. Hôm kia tay chiều chú nhận anh bao dặn. Cần sao phương đến hái một nụ hoa. Xinh xinh màu kim kim anh cài lên mái tóc bày. Người đẹp của anh bên anh màu kim kim. Em nghe quá chua cay. Em xin phần con gái, xin mẹ gia cô đẹp nhất ở trên đời. Đó, được chưa? Hay quá ôi. Mốt đi kêu Thu Phương dẫn đi làm ca sĩ. Ôi, nhỏ đã tháo hơn chiếc bông kìa.